Rồi, chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn giải cái bài toán số 65 chương 5. Chọn cái bài này bởi vì cái bài này là nó liên quan đến một cái chu trình ký mà chúng ta rất là hay gặp ở chương số 5, chu trình Carnot. Thì chu trình Carnot thì được cấu tạo từ hai cái quá trình gọi là đẳng nhiệt và hai quá trình đoạn nhiệt xen kẽ nhau. Ví dụ chúng ta thấy ha, cho một cái phương trình và cho một cái chu trình là đi từ 1 đến 2, từ 2 đến 3, từ 3 về 4, từ 4 về 1. Thì cái chu trình Carnot nó sẽ là như thế này nè. Cái đề bài thì nó cho một cái chu trình động cơ Carnot. Thì các bạn thấy nè, 1,2 á là quá trình đẳng nhiệt ở trên nhiệt độ của nguồn nóng TH và TH ha. 2 xuống 3 là đoạn nhiệt, giãn nở đoạn nhiệt, nhiệt độ rớt từ nguồn nóng xuống nhiệt độ lạnh. Từ 3 về 4 là đẳng nhiệt. Và từ 4 đến 1 là đoạn nhiệt trở về trạng thái ban đầu. Thì cái chu trình Carnot này á, nó gắn liền với chúng ta với một cái kết quả, đó chính là hệ hiệu suất của chu trình Carnot nó là hiệu suất lý tưởng, hiệu suất lớn nhất. Và nếu như cái chu trình kín này là đi theo chiều kim đồng hồ thì nó là động cơ đi ngược chiều kim đồng hồ, thì nó là máy nhiệt ở trên cái hệ tọa độ PV. Cái này chắc có lẽ là không có lạ lắm gì sau cái bài giảng về công của tôi. Thế thì để giải cái bài toán này thì nó rất là đơn giản thôi. Người ta bắt chúng ta tính thể tích của điểm số 4. Thì đầu tiên thì chúng ta xem điểm số 4 nó thuộc về cái quá trình nào. Thì từ 3 đến 4 hoặc từ 4 lên 1. Thì mình viết tạm cái phương trình đó. Cái cách logic là như vậy. Chúng ta viết tạm một cái phương trình liên quan đến vị trí 4 đi. Tọa độ trạng thái 4 đi ha. Chúng ta viết từ 3 đến 4 trước đi. Là đẳng nhiệt. Thì khi chúng ta viết ra cái phương trình đầu tiên này, chúng ta sẽ phát hiện ra một điều là nếu chúng ta muốn tìm được V4 thì chúng ta phải có thêm ít nhất là hai biến số P3, P4 nữa. Mà cái này chưa có, cho nên là chúng ta bắt buộc phải viết thêm một vài cái phương trình khác nữa liên quan đến cả cái chu trình. Thì ở đây chúng ta cứ viết cho đầy đủ đi, nếu mà chúng ta chưa có quá trình logic tốt thì chúng ta viết đầy đủ đi ha. Trong một số trường hợp thì người ta không nói gì về khí lý tưởng này là khí đơn nguyên tử hay lưỡng nguyên tử, nếu đề không cho chúng ta tạm gọi là đơn nguyên tử. Trong bài toán này dù đơn hay đôi thì cũng không có ý nghĩa gì cả, bởi vì cái gamma này sẽ bị triệt tiêu sau này. Tuy nhiên nhắc nhở, nếu mà đề không cho chúng ta cứ tạm gọi là đơn nguyên tử. Thì từ 4 đến 1 là đoạn nhiệt, phương trình đoạn nhiệt thì là PV mũ gamma bằng hằng số, tức là P1V1 mũ gamma bằng P4V4 mũ gamma, xét ở hai cái đầu quá trình, hai cái điểm trên quá trình. Sau đó chúng ta có quá trình 1,2 là đẳng nhiệt, thì một đẳng nhiệt thì quen thuộc rồi, nó giống phương trình của số 1 đó. P1V1 và P2V2. Sau đó từ 2 đến 3 là quá trình đoạn nhiệt, chúng ta cũng lại có một cái phương trình số 4 nữa. Với bốn phương trình này làm sao để tìm ra được V4, khá là nhiều biến số. Thực ra nó cần chúng ta một chút gọi là linh cảm trong cái việc sắp xếp các cái biểu thức thôi. Chúng ta tạm thời viết bốn cái phương trình ra trước nè. Cái quá trình logic khi mà ban đầu làm quen một cái môn học đó là như vậy. Chúng ta viết hết phương trình ra đi. Chúng ta nhìn thử xem trong cái đống phương trình này nó có thể xài được cái gì. Chúng ta thấy là 1 với 3 là giống nhau về dạng, 2 với 4 giống nhau về dạng. Nếu mà chúng ta lập tỷ số có lẽ sẽ có một cái điều gì đó thú vị ha. Chúng ta dự đoán như vậy. Ta thử lập tỷ số 1,3,2,4 trước đi. Thì 1,3 sau khi chúng ta lập tỷ số vế chia vế xong, chúng ta thấy ở bên này là P4, P1, P3, P2. Dự đoán nè, 2 chia cho 4 kiểu gì nó có P1 chia P2. Cho nên là từ cái biểu thức này thì chúng ta đảo cái P1 lên đây, đảo cái P3 xuống dưới, thì chúng ta sẽ có một cái biểu thức là P1, V1, P2, V2, V4, V3 như thế này. Vì sao? Tôi nhắc lại ha. Tại vì tôi dự đoán là tôi sẽ chia 2 cho 4 thì tôi có 1/2, 4/3. 1/2, 4/3 có vẻ là nó sẽ có một cái gì đó nó chung chung được. Thì rất dễ dàng 2 chia 4 chúng ta có cái biểu thức như này. Thì ở đây chúng ta thấy là 1 sao với 2 sao cái dạng tỷ số của nó khá là giống nhau. Chỉ có mỗi mũ gamma nó hơi khác. Thì nhìn phát là biết rồi ha. Từ trên này mà chia xuống lấy vế trái này chia vế phải này, lấy vế phải này chia vế trái này rất là dễ dàng. Sau khi loại trừ cái lũy thừa ra thì chúng ta thấy là rất là dễ để thu được cái V4 chia cho V3, V4, V1 chia cho V2. Cái này các bạn chỉ cần đặt cái bút xuống và sẽ thấy ngay. Điều đó cho chúng ta được là cái kết quả V4 là 1,5. Thì trong bài toán nhiệt học nó có hai dạng toán chính, khó với lại rối. Khó thì tôi không nói rồi, trong một số trường hợp là cái việc phân tích bài toán nó khá phức tạp. Nhưng bài toán như bài toán này là bài toán rối. Bài toán rối thực ra là bởi vì sao? Nó hơi nhiều phương trình một tí. Nhưng mà thực ra thì các phương trình đó lại có sẵn, nó không có gì lạ lùng. Vậy cho nên là cái việc mà chúng ta làm quen những bài toán giải như này là chúng ta phải viết ra. Sau đó chúng ta giải. Giải bằng cách là gì? Chịu khó một chút, nó sẽ dài đấy, nếu chúng ta chưa quen. Cho nên là chúng ta phải tập làm quen với việc giải những bài toán này, nó không khó, nó chỉ mất thời gian thôi. Cho nên là các bạn phải làm quen với cái chuyện này. Thứ hai nữa là cái tỷ số này
Sau này các bạn rảnh rồi các bạn biết đổi để các bạn tìm cái tỷ số của P trên P cũng sẽ rất thú vị. Nhưng mà các bạn thấy là cái tỷ số này sau này chúng ta có thể dùng dùng luôn trong các bài toán cần giải nhanh, trong các bài toán về chu trình nhập nôm thì chúng ta sẽ có là 1 chia 2 sẽ bằng 4 chia 3 về thể tích, về áp suất các bạn thử đi nha, nó cũng có cái điều khá là thú vị đó. Rồi, cảm ơn các bạn.